Theo tất cả các định luật hàng không, không có cách nào một con ong có thể bay bởi đôi cánh của nó quá nhỏ để nâng thân hình mập mạp khỏi mặt đất. Nhưng loài ong không quan tâm những gì con người nghĩ là không thể, chúng chỉ biết phải cần cù chăm chỉ làm việc. Chàng ong điển trai Baji đang chăm chút cho bản thân thật bảnh bao để chuẩn bị ra ngoài. Khi mẹ cậu gọi anh xuống ăn sáng thì cậu nhận được cuộc gọi từ Adam. Ba mẹ cậu chúc mừng cậu đã có một học bạ xuất sắc trong buổi lễ tốt nghiệp. Cậu phóng xe thật nhanh để đi đón Adam. Họ cùng bàn về quãng thời gian học tập cùng nhau từ cấp 1 cho đến khi đã trưởng thành. Cả hai vừa trò chuyện vừa đi trên cây cầu ngoằn ngoèo đầy hiện đại, đó là sự kết hợp công viên giải trí và cuộc sống hàng ngày. Vừa đến giảng đường cũng là lúc buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, chủ nhiệm Bugo lên mục mở đầu buổi lễ. Lễ tốt nghiệp kết thúc, tất cả đều đội trên đầu chiếc mũ tượng trưng cho sự bắt đầu của sự nghiệp. Những chiếc ghế ngồi liền biến thành chiếc xe đưa các chú ong di chuyển tham quan, cả Adam và Baji đều choáng ngợp với những thiết bị tân tiến bên trong đang vận chuyển mật ong. Bên trong toàn bộ là dây chuyền vận chuyển, điều chỉnh hương vị mật ong đạt đến độ nhất định để cung cấp ra bên ngoài. Họ còn chứng kiến quá trình test độ cứng cáp của chiếc mũ bảo hiểm, quá trình vét mật, vân vân và mây mây. Baji nghe thấy cô hướng dẫn nói sẽ phải làm việc cả đời, chăm chỉ làm việc mà không có lấy một ngày nghỉ liền có chút lo sợ. Cậu hỏi cô, có phải sẽ làm việc cho đến khi chết không? Câu hỏi đó khiến mọi người đều bật cười trong sự ngỡ ngàng của Baji. Đối lập với sự hào hứng phấn khởi của Adam thì Baji lại không mấy vui vẻ. Cậu không đồng tình với quan điểm của tất cả mọi người khi phải làm một công việc cả đời. Cả hai đi đường thì gặp đội ngũ đang đưa mật hoa hoàng ra, đó là những chú ong thợ với vóc dáng cao to vạm vỡ đang vận chuyển mật ong. Khi vào vị trí, những chú ong khác sẽ cắm đường ống vào bình mật để hút mật vào một cỗ máy, những chiếc xe tải sẽ vận chuyển những bình mật vào một căn hầm cất trữ. Baji rất ngưỡng mộ chú ong thợ được bay ra thế giới bên ngoài, được thấy những bông hoa có những bụi phấn thơm ngát. Có ba chú ong thợ to lớn muốn đi đến trêu ghẹo Adam và Baji bởi họ là cặp đôi chưa bao giờ rời khỏi tổ, họ phá vỡ cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người với các nàng ong. Bố cậu thấy cậu cứ trầm ngâm một chỗ thì đi đến hỏi han. Cậu hỏi bố, liệu bố có buồn chán khi làm mãi một công việc giống nhau hàng ngày không? Bố cậu kể về quá trình quấy mật mà ngày ngày ông hay làm, thấy được ý hướng không muốn làm việc với mật ong của cậu, ông liền kêu mẹ cậu đến răn dạy. Hôm sau Baji cùng Adam bắt đầu công việc của mình, họ làm những công việc liên quan đến mật và phấn hoa. Trong khi Adam đang mải suy tư nên làm công việc gì thì Baji đã trốn đi chỗ khác, cậu muốn lẩn trốn trước khi cậu phải làm việc suốt phần đời còn lại. Cậu tò mò đến chỗ chỉ huy lao đang giáo huấn cho các chú ong thợ, trong đó có cả ba chú ong to lớn hôm qua cậu gặp, họ đề nghị sẽ nâng cậu lên khi lấy mật. Dù thân hình nhỏ bé trong đóng thân xác to lớn, cậu vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu chú ý lời nói của chỉ huy lao. Cả đội hình trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng cất cánh, lệnh được ban ra, cả đội hình như tên lửa bắn ra ngoài. Baji choáng ngợp với vẻ đẹp đầy sắc màu của thế giới bên ngoài, cậu vui vẻ tận hưởng mọi khoảnh khắc khi được ngắm nhìn mọi thứ mới lạ xung quanh, thứ mà cậu chỉ được nghe đến từ sách vở. Xác định được mục tiêu cần tìm đến, đoàn đội vào vị trí bắn những đường ống dài vào những bông hoa để hút mật vào bình. Sau đó họ rắc bụi phấn lên những bông hoa để thụ phấn, về sau họ sẽ càng có nhiều hoa nhiều mật hơn. Một trong ba chú ong phát hiện có một bông hoa đang di chuyển, họ đáp xuống để kiểm tra tình hình, hóa ra họ nhầm quả cầu tennis thành bông cúc. Không may, Baji do mệt mỏi và nằm lên quả cầu, cậu bị dính chặt vào đó và bị một con người mang đi để chuẩn bị đánh cầu. Cậu cầu cứu họ trong sự sợ hãi khi liên tục bị văng qua văng lại, còn họ thì không biết nên giải quyết như nào. Cậu bị văng ra khỏi sân bóng, sau đó bị cuốn vào động cơ xe ô tô rồi gặp rắc rối bởi con người, thậm chí có cả chó dữ. May mắn là cậu đã thoát ra ngoài được, nhưng không kịp vui mừng thì bị những hạt mưa làm ướt cánh mà khó bay lượn. Cậu bị va vào nhà của con người, không thể thoát ra vì cửa sổ đã bị đóng. Cậu nhầm bóng đèn thanh mặt trời mà va vào bị rơi vào bát kem, suýt chết khi sắp vào miệng của loài người, sau đó là đợt tấn công khác. May sao một người phụ nữ đã ngăn lại và giữ cậu trong chiếc cốc. Quay tên Vanessa, cô đã dịu dàng thả cậu ra bên ngoài chậu hoa. Dù không biết vì sao con người ấy lại cứu mình nhưng cậu cảm nhận được con người không đáng sợ như những gì mình được học. Sau một hồi băn khoăn, cậu dũng cảm bay lên muốn gửi lời cảm ơn vì đã cứu mạng cậu, nhưng cậu cũng không biết nên bày tỏ như nào. Cô sợ hãi khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ một con ong. Cô tưởng mình đang mơ khi nghe thấy một con ong đang cảm ơn mình nên lấy dĩa đa mạnh vào tay. Cô muốn níu kéo cậu ở lại thêm vài phút, họ trò chuyện như quen biết đã lâu, cùng tận hưởng một buổi tiệc trà dưới khung cảnh lãng mạn đầy hoa. Cậu nói lên nỗi niềm về công việc của mình, cậu không thể làm điều theo cách họ muốn. Cô đồng cảm với cậu bởi cha mẹ cô muốn cô trở thành luật sư hay tiến sĩ, trong khi cô muốn thành người bán hoa. Trong khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì có ông thợ điện đang lắp bóng đèn ngay đó. Baji đã bị vẻ đẹp của Vanessa làm siêu lòng, thấy không còn nhiều thời gian nên cậu đành tạm biệt. Cậu xin phép giữ lại mẩu vụn bánh làm kỷ niệm, không biết còn gặp lại nhau không nhưng cậu vẫn muốn giữ cho mình kỷ niệm đáng nhớ nhất. Trở về thế giới loài ong, Barry kể lại cuộc hành trình đầy bất ngờ và mới lạ của mình cho Adam nghe. Adam hứng khởi tò mò hỏi về mọi thứ mà cậu gặp ở bên ngoài kia, nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Adam khuyên cậu nên tìm cho mình một công việc ổn định để trở lại cuộc sống thường ngày. Khi nghe cậu muốn gặp lại con người, Adam liền phản đối ngay lập tức bởi đó là luật ong, cậu không thể phá vỡ nó. Adam lo sợ hốt hoảng bởi con người là điều cấm kỵ, chính con người đã tan phá nhà của họ. Thấy Adam lải nhải không ngừng, cậu đã nhét miếng bánh vào miệng Adam khiến cậu bất ngờ bởi độ ngon tuyệt hảo của nó. Tất cả mọi người đều muốn cậu hãy suy nghĩ như một con ong thực thụ. Ba mẹ cậu phàn nàn vì ba ngày nay cậu đã không làm việc. Tâm trí cậu lúc này chỉ toàn mơ mộng về khoảng thời gian mình hạnh phúc bên Vanessa.
cho đến khi cậu sặc nước khi mơ thấy cô gặp nạn. Cậu đến cửa hàng gặp cô thì thấy được thông báo sẽ có buổi thi đấu hoa hồng, thấy được niềm khát khao trong cô, cậu liền hào hứng. Vanessa thắc mắc, có phải loài ong luôn muốn chích những con người gây nguy hiểm cho họ không? Nhưng Baji đáp lại là không, bởi họ đang cố gắng không chích vì nó thường gây tử vong cho loài ong. Cậu bị loài người hất văng ra xa vì thấy sự xuất hiện của cậu, cô tức giận mà đánh đuổi hắn. Sự chú ý của cậu va vào những hũ mật ong được trưng bày trước mắt, cậu tức giận khi họ làm ra những hũ mật ong này trong khi đó là nhà của loài ong, là trường học và là bệnh viện của họ, vậy mà con người lại lấy nó làm thức ăn. Cậu đột nhập vào phòng kho, tên nhân viên đã dụ cậu bằng một hũ mật để cậu ra mặt, hắn phát hiện ra cậu có thể nói chuyện liền muốn bắt cậu. Cả hai lao vào đánh nhau, cậu sử dụng cái ngòi chích sắn nhọn của mình còn hắn dùng cây kim sắc nhọn để giao đấu. Baji dễ dàng hất văng cây kim và truy hỏi về nơi mà họ lấy mật, sau đó cậu bám sát theo chiếc ô tô mà bám theo. Sau một hồi rượt đuổi, cậu thành công bám vào mặt kính xe và gặp được những sinh vật nhỏ bé khác. Chú muỗi Blue cảnh báo cậu thoát khỏi chiếc cần gạt nước. Sau một hồi thất lạc bởi những sự nguy hiểm, họ đã gặp nhau trong chiếc kèn xe. Cả hai đều kể cho nhau nghe về những cuộc hành trình của mình. Blutdanh chào tạm biệt Baji khi chiếc xe cấp cứu sẽ cứu giúp cậu trong cơn đói. Baji đến nơi liền thấy có hai gã con người mặc trong mình bộ đồ bảo hộ, chúng còn có trong tay cây súng bắn khói. Cậu bám sát và dựa vào thông tin mình hiểu liền biết được mục đích kiếm tiền của chúng. Cậu thấy được quá trình tàn sát loài ong của con người liền hoảng sợ, nhanh chóng bay xuống cứu giúp nhưng đổi lại chỉ là sự bình thản của họ khi nó đã diễn ra quá thường xuyên. Cậu chụp lại quá trình trộm cắp mật ong của loài người, sau đó đưa về cho cha mẹ nhưng không một ai tin cậu. Cậu liền dựa vào lời nói không một ai chăm chỉ hơn loài ong, liền có thể thuyết phục được mọi người nghĩ cách đuổi loài người đi. Hôm sau cậu được đưa lên màn hình tin tức vì dự định khởi kiện loài người đã trộm cắp một ong của loài ong, đóng gói và thu lợi nhuận bất hợp pháp. Baji đến tiệm hoa gặp Vanessa và Ken, cô muốn giúp cậu khởi kiện về loài người tội trộm cắp bất hợp pháp. Cô nhanh chóng đuổi Ken đi để tập trung bàn bạc với Baji, trong khi đó Adam lại lăn ra ngủ khò khò sau khi nốc hết hộp bánh ngọt. Vanessa muốn giúp cậu bởi loài ong có phẩm chất tốt và cô cũng ghét những thứ liên quan đến hoa giả như loài ong. Tất cả mọi người trong thành phố đều đổ dồn về một nơi, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ sẽ đích thân được nghe ong mật nói chuyện. Cả ba ngồi vào vị trí trong phiên tòa, một gã đàn ông béo ục ịch đi đến khiêu khích họ. Phiên tòa sẽ do thẩm phán Boom Le Tôn chủ trì, buổi tòa diễn ra với sự góp mặt đông đảo từ con người đại diện cho các công ty thực phẩm cùng với hàng ngàn chú ong cũng góp mặt. Mango Meji đại diện cho các công ty lớn, còn Baji đại diện cho toàn thể loài ong trên thế giới. Gã liên tục luyên thuyên về trí tưởng tượng khiến cho loài người sợ hãi và cho đây chỉ là một sự đùa cợt của ai đó. Baji dũng cảm đứng lên đại diện nói lên những điều thầm kín của loài ong, dù họ nhỏ bé nhưng họ không dễ bắt nạt và quan trọng nhất. Mật ong là thứ mà họ phải dùng cả sinh mạng để bảo vệ nên không ai hy vọng nó sẽ bị đánh cắp một cách trắng trợn như vậy. Baji dễ dàng đối chất với chủ nông trại, cậy thành thạo dựa vào sự lý luận cùng với dẫn chứng của mình mà dễ dàng áp đảo loài người to lớn. Dẫn chứng thực tế nhất là loài gấu hung tợn đã tàn sát loài ong, thế mà họ còn cất mật ong quý giá vào chiếc hũ hình con gấu chỉ vì cho rằng gấu đáng yêu. Baji nhanh chóng đối chất lại với tất cả những người đối chọi lại với mạng sống của loài ong, nhưng liên tiếp những bài báo đuổi ong nổi lên. Ken khó chịu khi mình đến muộn nhưng đến nơi đã thấy sự xuất hiện của Baji trong buổi hẹn. Ken khó chịu bởi sự phiền hà mà cậu mang đến. Anh quyết định đập chết cậu trong nhà vệ sinh. Baji cố gắng tránh thoát mọi nguy hiểm, cả hai lao vào cuộc chiến đuổi giết và trốn tránh. Vanessa kịp thời chạy vào ngăn cản, cả hai diễn cuộc tranh cãi và rời đi đầy buồn bực. Tại phiên tòa hôm sau, Mango Mary gới Baji lên đối chất, gã cố dùng lời lẽ thật to để Baji không cãi được. Hắn nhục mạ loài ong khiến tất cả tức giận. Adam không thể chịu đựng được sự nhục mạ này đã chích vào mông gã. Hắn đã thành công thực hiện kế hoạch khiêu khích của mình và khiến mọi người lo sợ bởi sự nguy hiểm của loài ong. Baji đến thăm Adam trong phòng bệnh cấp cứu. Adam đau khởi bởi vụ kiến bị phá hỏng bởi sự nóng vội của mình. Adam thà rằng muốn mình chết đi cũng không muốn mang trên mình chiếc vòi chích giả. Họ lo lắng nếu vụ kiện bị thua, loài người sẽ làm gì với họ. Adam bị ho sặc sụa khi có người hút thuốc bên ngoài. Baji đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó mà trở nên vui vẻ hơn. Cậu muốn Adam cố gắng kéo dài thời gian để cậu đi thực hiện một việc. Adam liền dạy loài người gấp thuyền giấy. Gã phàn nàn di chuyển trên chiếc xe tập đi trẻ em để cố kết thúc phiên tòa, như vậy mới khiến bên hắn có lợi. Ngay lúc quyết định, Baji cùng Vanessa kịp thời tới cùng chiếc súng phun khói, họ đưa lên trước mặt thẩm phán xét xử. Khi gã cố giải thích nó vô hại thì trượt tay ấn nút, một làn khói trắng phả ra khiến toàn bộ loài ong khó thở mà ho sặc sụa. Baji nhanh chóng chứng minh bằng chứng chân thật nhất vừa rồi. Toàn bộ loài ong cùng những người khác đều vui mừng khi vụ kiện giải phóng loài ong giành thắng lợi. Mango Meji đưa ra lời đe dọa về hậu quả mà cậu gây ra. Quá trình giải phóng loài ong diễn ra trên diện rộng, những chú ong bị nhốt được thả ra ngoài tự do bay lượn, các nhà sản xuất bị đóng cửa, những hũ mật bị cất khỏi các kệ trưng bày. Những người sử dụng thực phẩm hay đồ dùng liên quan đến mật ong đều bị bắt và tịch thu vật chứng. Mọi dây chuyền sản xuất và thụ phấn của loài ong đều được dừng lại, những chú ong vui vẻ chạy nhảy vì không cần phải làm việc nữa. Mọi loài ong đều bắt đầu tận hưởng quãng thời gian nghỉ dưỡng của mình. Ngày qua ngày, thấm thoát trôi qua rất lâu, bởi không có sự chăm chỉ của loài ong cũng như không còn quá trình thụ phấn cho hoa, tất cả loài hoa cũng như cây cối đều trở nên héo úa. Baji đến gặp Adam thì thấy không có một chú ong nào đang làm việc CRA, họ đều đang ở trong giả và nằm trên chiếc giường nghỉ. Baji thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề, cậu liền đến chỗ Vanessa để tư vấn lời khuyên. Cô đưa cậu lên sân thượng,
những chậu hoa đã héo úa không còn sức sống, toàn bộ sự sống màu xanh trong thành phố đã không còn như trước. Ba Di nhận ra được lỗi lầm mà mình gây ra, hiểu được tầm quan trọng của quá trình làm mật cũng như mọi công việc của loài ong. Ba Di biết được cô sẽ rời đi một nơi khác để kịp thấy những bông hoa cuối cùng liền rất buồn, cậu nhận ra điều gì đó liền đuổi theo cô. Cậu nhận ra được vấn đề và cách giải quyết đó là tái thụ phấn xuyên quốc gia, họ sẽ khiến loài hoa một lần nữa nở rộ khắp muôn nơi. Vanessa giả danh cảnh sát mang Ba Di trà trộn vào trong cuộc đấu, họ lái xe hoa phi băng băng trên đường đến sân bay. Chiếc xe hóa được vận chuyển lên máy bay nhưng do ảnh hưởng thời tiết mà chuyến bay sẽ trễ vài giờ, điều đó sẽ khiến những bông hoa không còn tươi nữa. Cậu và buồng lái muốn nói chuyện với cơ trưởng nhưng lại bị họ xua đuổi, hai người đều bị ngất xỉu nên Ba Di nhanh chóng gọi Vanessa vào buồng lái. Vanessa dựa vào kinh nghiệm bay của mình muốn giúp cô lái máy, khi tất cả đều không tin cậu thì cậu đã khiến toàn bộ loài ong loài người phải kính nể. Nếu bạn làm tốt, nó sẽ gây ra một khác biệt lớn. Sau khi nghe được lời động viên từ cậu, toàn thể loài ong như được tiếp thêm sức lực mà trở lại với công việc của mình. Khi chiếc máy bay sắp rơi xuống đất, hàng ngàn hàng vạn con ong đều cất cánh bay cao lên bầu trời đoàn kết giữ ổn định trọng lực chiếc máy bay. Chiếc máy bay thành công tiếp đất nơi mà đàn ong tạo thành dấu hiệu tiếp đất. Ba Di đứng lên kêu gọi toàn thể loài ong, đây là cơ hội cuối cùng của họ, là cọng rơm cứu cánh cho mạng sống của họ nên nhất định phải thành công trong việc cứu sống những bông hoa. Cậu khoác lên mình bộ đồ của ong thợ mà bấy lâu này ao ước, dẫn đầu hàng vạn chú ong hút mật hoa đầy tinh túy ấy. Sau đó mang theo sự ủng hộ, tiếng cười cùng niềm hy vọng của toàn thể mọi người, đi đến khắp muôn nơi để thả ra những hương phấn hoa thơm ngát tạo ra vùng trời đầy sắc màu trong xanh. Những chú ong khác tiếp tục quá trình sản xuất mật, Vanessa thành công trong sự nghiệp bán hoa cùng với bán mật cho khách hàng. Cuộc sống đầy tươi màu của Barry lại tiếp diễn với những bông hoa mật ngọt tỏa ngát. Bộ phim đến đây là hết rồi, nếu thấy hay mọi người hãy cho chúng mình một like, một lượt đăng ký kênh để chúng mình có động lực ra những video hay hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.